ngày hôm nay các bạn sẽ phải ghen tị với những cái con sâu bột, sâu sữa, sâu gạo này. Đến bây giờ mình mới không biết gọi nó là theo tên gì mới đúng các bạn ạ. Khi chúng nó không cần làm mà vẫn khó ăn. Ôi trời ơi. Từ ăn pizza đến ăn bánh donut, ăn cả thuốc lá. What? Và đỉnh điểm là chúng nó ăn một miếng thịt bò Wagyu, miếng thịt bò bít tết đắt nhất trên thế giới. Mình là Sơn Đủ và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến cảnh 10.000 con sâu ngấu nghiến ăn hết tất cả mọi thứ ở trên thế giới này. Đầu tiên chúng ta có một cái bao thuốc lá. Vâng, thật sự mình cũng không nghĩ được rằng là con sâu bọn nó ăn thuốc lá đâu. Không biết là cái ông này, ông ấy có đốt thuốc lá lên cho bọn này nó hút không. Nhưng mà vấn đề là 10.000 con sâu mà chia nhau ba cái que nhang. Damn! Ba cái điếu thuốc này cũng hơi mệt đấy. Rồi, đổ một sâu vào đây. Ba điếu thuốc, điếu đầu tiên đã gục. Đó. Điếu còn lại cũng gục nốt, chỉ còn điếu ở giữa. Bây ăn như nào đây? Ok. Trời ơi, trời ơi, có cả quân viện trợ. Rồi, kẹp thuốc và lá vào tay như kiểu là Wolverine ấy, đầu bỏ xuống dưới. Thêm 6 điếu thuốc cho bọn này tha hồ mà ăn. Một ngày đã trôi qua nhưng mà cảm giác như là bọn này bọn nó không có ăn được thuốc lá hay sao ta? Có vẻ như là bọn nó có vẻ sống rất là healthy và balenciaga nên là chúng nó không có chịu hút thuốc khoảng tầm 72 tiếng, tức là 3 ngày. Sau 3 ngày thì điếu thuốc nó trông như thế nào đây? Có vẻ cũng lỗ lỗ. Có vẻ cũng lỗ lỗ. Vâng các bạn ạ, bọn này bọn nó chỉ không ăn cái giấy thôi, còn tất cả những cái lá của thuốc lá bên trong bọn nó ăn sạch. Mình xin bọn này công nhận ăn tạp thật sự đấy. Lá mà cũng ăn á. Đổ ui, dốc ra tay. Au. Con và sâu nó chui ra từ thuốc lá đi. Ây à. Dù mặc dù mình đọc bình luận các bạn bảo là mấy con sâu này nó cũng sạch thôi, nó cũng lành nên tay trần chúng ta cầm vào mấy con sâu này cũng không sao. Nhưng mà không nhá. Ai không sao chứ mình là có sao nhá. Why are you running? Why are you running? Và bây giờ chúng ta đến với một tiết mục mà cái này bạn nào đang ăn cơm chắc chắn là sẽ rất là thòm thèm đây. Chúng ta có một màn làm bít tết bò Wagyu, bò đắt nhất trên thế giới này, cho bọn sâu vào đó ăn chứ không phải người ăn. Trời ơi, bật tiếng lên mà nghe tiếng xèo xèo của miếng thịt bò. Trời ơi, lại còn không những thế lại còn phải cho thêm cái, các bạn biết đây là cái gì không? Nó là miếng vàng lá đấy. Bít tết bò Wagyu của Nhật Bản đã đẹp như thế này rồi, đã ngon như thế này rồi, lại còn phải quét thêm vàng lá lên, ăn cả vàng nó mới biết là nó thượng đẳng, nó xịn sò như thế nào. Nào, để xem bọn sâu nó ăn nổi không nào. Tao không có mà ăn đây mà chúng mày được ăn. Ui giời ơi. Rồi, bắt đầu chúng nó ăn này đây. Bọn này có vẻ bọn nó ăn rau trước các bạn ạ. Thịt nó đâu từ từ cho nó mới vào sau. Rồi, 10. Ủa? Sao sai nhỉ? Hơn 48 tiếng đã trôi qua, 2 ngày đã trôi qua nhưng mà tại sao đống này vẫn còn nhỉ? Theo như logic mà mình nhớ là bọn này ấy, bọn nó sẽ ăn cái này trong vòng 1-2 tiếng là xong rồi. Gì mà 2 ngày chưa ăn hết? Lạ nhỉ, hôm nay lại dở trò ăn chay à? Có vẻ như là nó quá mặn, hoặc là bơ quá nhiều, hoặc là kỹ năng nấu ăn của tôi không đạt được mức chuẩn của bọn sâu. Vì vậy, tôi đã mua thêm một miếng bò Wagyu nữa để tôi làm cho bọn sâu ăn. Trời ơi, 2 miếng bò Wagyu. Wow, bọn sâu này bọn nó sướng thật ạ. 150 đô. Ok, một miếng thịt bò bít tết 150 đô, tức là tức là giá của miếng thịt bò này là xấp xỉ là tầm 4 triệu đồng à. Ôi, một miếng bít tết, một miếng thịt bò 4 triệu đồng. Đây, 362 gram bò bít tết Wagyu hạng A5 là bò đắt nhất thế giới đấy. Ship cho một cái, ship trong cái thùng mà có cả đá luôn này. Rồi, miếng thịt bò đây. Ok, ui, đây là lần đầu tiên mình chứng kiến một miếng thịt bò Wagyu mà trông ở cái dạng này luôn các bạn ạ. Chúng ta lại đến tiết mục nấu ăn. Ôi trời ơi, lật lên thôi mà cái màu vàng của nó kìa. Rồi, tất nhiên rồi, phải có vàng lá đó. Rồi, cắt đôi ra, đúng rồi, cắt đôi ra đi. Người ăn một nửa, cho sâu ăn một nửa đi. Không mua này về phí lắm. Đúng rồi, đó, xem nào. Bây giờ bò này đã không có gia vị nêm nếm gì rồi, chúng mày ăn được không? Đó, thấy chưa? Khác biệt ngay.
bọn nó ăn ngay. Khi xem những video này á, là mình thật sự mình đang cân nhắc đến chuyện á, là kiếp sau mình sẽ chuyển sinh trở thành những con sâu sống trong nhà cái ông làm video này. What the hell? Nhưng mà cảm giác là bọn này có vẻ như là thịt bò Wagyu quá béo. Sâu này đúng là bọn, đúng là chỉ là loài sâu bọ, không biết thưởng thức đồ ăn gì cả. Rồi bây giờ ông này cho nó ăn bò bít tết bò thường này. Trời ơi phí thế chị Lị. Vàng xong rồi cả bò. Rồi đây chúng ta có một cái bò thường mà các bạn có thể mua rất dễ dàng ở các cái siêu thị hay là chợ. Ông này chán, ông này không thèm chế biến luôn. Cho chúng mày ăn sống. Đó, hóa ra bọn này bọn nó không thích ăn chín uống sôi các bạn ạ. Bọn nó thích ăn như kiểu ăn lông ở lỗ cơ. Hai ngày trôi qua bọn nó ăn kìa. Bọn này nó ăn nó còn chừa mỡ lại cơ. Nó chỉ ăn thịt thôi. Đúng là cái bọn này bọn nó. Rồi, tôi nghĩ là bọn nó thích cái này hơn. Vâng, đây, bọn này bọn sâu nhưng mà bọn nó cũng có tiêu chuẩn của sâu nhá. Ui giời ơi. Uầy. Ở đây là một con sâu khác đúng không? What? Con này là nó bị miếng bò đè bẹp đấy à? Con người nát bét này. Xong rồi, bây giờ chúng nó qua ăn pizza. Nào, order pizza này. Không biết là sau này nó có uống cà phê trứng không? Pizza này là pizza xúc xích đúng không? Trời ơi. Ui, bọn nó còn kéo miếng pizza về như gần gần lại để ăn chứ. Ok. 2 tiếng trôi qua. 3 tiếng. Ồ, sống nó ăn được thì dăm ba với cái fast food này là cái gì? Mà thế là bọn này ăn cũng lâu phết nhở? 2 ngày trời, 10.000 con sâu ăn không hết nổi một lát pizza. Vẫn còn chừa lại chứ. Bóp một cái mà nó vỡ cái miếng vỏ pizza rồi kìa. Oh, ok. Thật sự luôn á, mình vẫn không thể tưởng tượng được cái cảnh mà tay không nắm một cái đám sâu như vậy. May ấy, là ông chỉ dừng lại ở việc là nắm lên thôi. Chứ bây giờ mình không tưởng tượng được rằng ấy là sau khi tắt camera đi, ông ấy có cầm cái bàn tay đấy, ông đấy bốc những cái thứ khác. What? Hoặc là ông ấy nắm luôn cả cái vỏ pizza này cùng với con sâu, ông ấy cho vào ăn luôn. Kiểu nó cho đỡ phí ấy. Rồi, nào bây giờ đặt bánh donut nào. Ok, đây là món đồ ăn rất là quen thuộc. Thường nó xuất hiện ở trong những bộ manga. Đấy, những nhân vật thường là được gắn với cái bánh donut này là rất là nổi tiếng. Bạn nào mà biết thì bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Ui trời ơi. Chúng nó ăn kìa. Ui trời ơi. Quá ngon luôn ạ. Ui trời ơi, rồi. Ui trời ơi. Bọn nó ăn xong bọn nó trèo lên, bọn nó nhấn chìm cái bánh xuống. Và khi ăn đủ rồi, chúng nó bắt đầu nhả lại ra để tạo thành một cái bánh donut. Nó bắt đầu từ từ nuôi về. Vâng, người ta thích xem những YouTuber Hàn Quốc ăn mukbang. Còn mình thích xem 10.000 con sâu ăn đồ ăn. Chính là cái này ấy, nó lại khiến cho mình thấy ăn đồ ăn bình thường ngon hơn các bạn ạ. What?